Ngày 9 tháng 3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã thăm và kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 316 Quân khu 2. Đón và dự làm việc với đoàn có Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác đã trực tiếp báo động di chuyển đối với tiểu đoàn vận tải 25 trực thuộc sư đoàn 36, đồng thời tiến hành kiểm tra hệ thống thao trường kỹ chiến thuật, kiểm tra quy trình các bước của một buổi bồi dưỡng cán bộ, kiểm tra đội ngũ cán bộ khung của đại đội huấn luyện chiến sĩ mới thực hành bắn súng AK-71 và kiểm tra cán bộ thực hành giảng bài huấn luyện điều lệnh đội ngũ đối với các phân đội thuộc trung đoàn 98 sư đoàn 36. Ở từng nội dung kiểm tra, đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã sâu sát chỉ ra từng điểm mạnh yếu trong công tác huấn luyện của đội ngũ cán bộ, đồng thời cũng giáo huấn rút kinh nghiệm trực tiếp để đội ngũ cán bộ huấn luyện của trung đoàn nắm bắt ngay tại thao trường. Trên cơ sở phát hiện những bất hợp lý về phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu sư đoàn 36 phải có những giải pháp tập huấn sâu kỹ hơn đối với một số vật chất mô hình đồ dùng huấn luyện được thiết kế chưa thật phù hợp, cũng cần có sự điều chỉnh sát yêu cầu thực tế huấn luyện bộ đội. Cùng với thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, sư đoàn đã chỉ đạo tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tọa đàm dấu hiệu nhận biết các nhóm hành vi vi phạm kỷ luật mất an toàn tâm lý bất thường và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở với những tình huống tư tưởng có thể nảy sinh bảo đảm chặt chẽ đúng quy định phát biểu kết luận kiểm tra thượng tướng nguyễn tân cương biểu dương những kết quả nổi bật của sư đoàn 316 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021 và những tháng đầu năm 2023 chỉ rõ những điểm còn tồn tại hạn chế đồng thời yêu cầu đảng ủy chỉ huy sư đoàn cần có những giải pháp khắc phục ngay những điểm còn tồn tại hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo, đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp sư đoàn 36 tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị quy định về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ vùng trời, địa bàn đóng quân, nhất là các ngày lễ, các sự kiện của Đảng, Nhà nước, quân đội và đơn vị. Về nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu sư đoàn nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cơ bản, coi trọng giáo dục pháp luật, kỷ luật gắn với giáo dục nhiệm vụ truyền thống đơn vị, quan tâm việc nắm dự báo quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật bộ đội, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Bên cạnh đó cần có những giải pháp bảo đảm tốt đời sống bộ đội, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăm sóc và chuyển đổi cơ cấu chủng loại rau theo mùa vụ hợp lý, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì quân số khỏe đạt 99% trở lên.